Cái này cũng hai, cũng có hai âm ly. Xong dùng cái hệ thống điện dự phòng đó, mình dùng cái máy này cho nó cực. Dạ có gì không, cái bên này này chứ, nhưng mà cái tắt điện thì hư rồi. Nó bỏ tiền xuống. Rồi cái này là 2 ly nè, chạy tầm này cũng ok. Đi à. Rồi. Đây nhà anh thích ở khu cát Bình Định. Mời anh bỏ ngay cái show này ra chúng tôi cái coi. Cái này thì đằng sau chim còn thì được. Bỏ ngay cái show này ra cái này dùm em cái. Bỏ ngay ra, bỏ ngay ra. Rồi, bỏ hết ra cho em. Rồi, đi lại toàn hệ thống nó ru rồi. Đi sai nó ru hết. Không con chim nào mà nó đi cái con loa đu lên cái loa kiểu này được đâu nhá anh nhá. Cái này là rồi âm hết xuống dưới nhá. Đây rồi, chuẩn bị cho em bộ thần giáo để em đi lại nó ru cho anh. Rồi sai rồi, đi sai nó hết nó ru rồi, làm lại nó ru cho anh. Đấy, nghe chưa? Đường dẫn này thì biết làm đây, đường dẫn này làm được rồi. Nhưng mà đường Mazu đi sai hết. Dạ. Bây giờ được rồi, đường Mazu dẫn thì thấy được rồi đó. Nhưng mà cũng chưa ok lắm. Nhưng mà cái loa kết cấu đi như này là hư là sai nhé anh nhé. Cái loa nó phải đi xuống dưới này. Thấy chưa? Đi xuống dưới này. À, tại vì khi mà đi như này nhé anh, mà cái con chim nó không vào trong cái nõi cái loa cái được anh kìa. Anh hình đúng không? Em chỉ cho anh này. Nó thiết kế cái vòm loa đó này để con chim khi mình chỉnh âm du ngon lành thì nó đu vào trong cái móng của nó và sẽ vào trong cái hoa của cái loa ấy. Thấy chưa? Thế còn cái người nó sẽ gá vào cái thân của cái loa là nó nằm y như đó luôn. Còn anh như thế này thì cái âm nó dọi xuống, nó chọi thẳng vào đầu con chim. Đó. Rồi, đây thì anh chỉ chuẩn bị cho em hai bộ dàn dạo nhá. Rồi đưa lên trên đây coi. Đây, thì nó dẫn cái này là đâu có dẫn cái này đâu có đúng. Để nó dẫn bên kia. Rồi. Dẫn này đâu có đúng đâu. Đấy, không có đúng. Này em phải chỉnh lại cái nó cho anh. Không có làm một cái bạt này, mua cho em một cuốn bạt. Nhá. Cuốn bạc anh phải rồi những cái ống này anh phải mua cho em. Ống này là ống 90 mà đâu phải 114 đâu hả? Ống là ống 90 mà. Ống 90 này anh mua cho em thêm 10 cây ống nhé. 10 cây ống nối đi là bỏ 10 cây ống cắt sâu xuống để đi nối hết nó vô hình làm lại hết rồi, đi lại hết nó luôn, lại hết nó luôn. Rồi em làm lại âm cho anh thôi. Rồi mua cho em hai cuốn bạc. Cái nhà này, này nó. Cái cấu này thì nó rất là nhỏ, cái giếng xuống này, thấy không? Cái độ lượn của con chim nó gần như nó không có. Mình cái này mình nhấc chim xuống rất là khó hơn. Trước cái trạm thân này cũng như là được. Rồi, cái này là phải bùng cái lỗ nào. Đấy, lấy cho em một cuốn bạt rồi đi ha. Để em làm cái vách ở đây. 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 Cái này chỉ là đi hai cái thôi. Không đi ba cái. Đây là đi theo các anh hướng dẫn là đi 3221 này. Khi mà điều chỉnh được khí sáng nhiệt thì cái này không phải dùng. Hiểu không? Cái này mấy cái tạo ấm mà đúng không?
cái này thì ông xe là không giải quyết được cái gì cả. Dạ. Quan trọng là mình xử lý bằng cái ống ống kia kìa, ống khí đó mình lấy vào cho nó ok là được. Cái này hình như đã là rửa sạch sẽ một lần rồi đúng không? Đúng không? Cái tường này mình rửa sạch sẽ một lần rồi đúng không? Rửa chưa? Cái tường này mình rửa là mình rửa sạch sẽ một lần nào chưa? Có, chụp nước rồi đây. Thì tới đó đúng không? Chụp nước rồi. Đây này là nhà anh mình nổi cái đường Maru này. Và bên kia mình phải bỏ thêm cái Maru mình thêm cho anh ấy. Còn cái Maru mà đi thế này là sai này. Đấy. Thì cái âm nó tọc xuống dưới, nó dội xuống dưới nhà, nền nhà đấy anh. À, nó dội xuống nền nhà thì con chim đâu có lên đâu được. Thấy không? Được chưa? Vậy em phải làm lại cho nó dung. Rồi chỗ toàn bộ quả chỗ này đâu có nó dung nào đâu. Em phải cài lại nó dung cho anh dọc ra đường này nữa. Thiếu nó dung ha. Cái vách này thì bên này này phải mở thêm cái lỗ ở đây, nhỏ nhỏ ở đây để cho nó đi ra. Và bên đây thì phải che lại xuống lại ngắn này thôi cho nó bớt sáng để nó đi vào. Thấy không? Được chưa? Gỗ này là gỗ sà cừ hay là gỗ gì? Sà cừ Yên Đô. Chúng ta nói là kêu là bắt tùng cái bạch tùng là kỹ. Người gọi là gỗ sà cừ Yên Đô, bạch tùng là nó màu vàng bé. Rồi nên đây thiết kế cho cái lỗ chim vào đây. Ở lỗ chim vào là được này. Lỗ này được này, mà lỗ này đúng này. Cái lỗ chim vào này đúng này, em sẽ gắn chim xuống dưới kia. À, có thể tăng cường loa ở bên kia. Gắn này chim đâu xuống rồi. Khó. Em xuống kêu anh Tươi bê cho anh cái thùng loa du vào đây. Cái loa du á. Đúng loa này đâu có đúng đâu anh. Loa này đâu có đúng đâu. Đúng loa này nè. Và phải tăng cường. Phải tăng cường thêm mỗi bên này 4 cái nha. Mỗi bên 4 cái. Ok. Rồi thiết kế cái đường cái con chim cho nó nhảy xuống. Ở dưới kia nó phải làm hệ thống loa tuyệt vời nhất, tốt nhất cho nó mới nhảy xuống được. Thì chủ yếu là sau này chim sẽ vào lỗ này chính. Lỗ này cũng được, lỗ này nhưng mà hướng nào gió nhiều. Hướng là gió nhiều lắm. Gió nhiều thì để lỗ này. Rồi trên đây là phải làm thêm cái lỗ nữa. Đó. Làm cái lỗ chỗ này nữa, không làm cái này thì khí không lên được. Khí không lên được. Hả? Khí không lên được thì chim đâu có xuống. Nha. Em bê thùng loa du đây quay mang hai cái máy con pin lên đây để anh hướng dẫn cách làm đoạn loa du cho anh ấy. Nhà anh lỗi loa du rồi. Rồi anh xuống anh làm không loa dẫn. Tăng cường loa du cho anh. Rồi làm lại loa du. Loa dẫn ở thùng cu này lỗi. Không làm được. Hả? Hả? Mang lên sàn máy. Đấy sàn ba sàn nó làm hết lại mà. Nhưng mà có cái kê thang này mình đang lên đây mình làm trước mà. Thang này là lên trước. Thì cái này bạt này là phải tháo xuống này. Thì tháo xuống bắn lại góc đó. Mới mang thêm nữa chứ nhà này thiếu nó du mà. Bây giờ giờ mình có đắp lại bạt không ta? Hả? Cái đắp lại bạt. Đây anh phải lấy cho em một cái bạt khổ 5 x 5 x chỗ này nhà này 6 mét đúng không? 5 mét 5 x 20 mét. Tóm lại này mua này 10 cây ống 90, một bạt 5 x 20. Mình đấm ở đây luôn rồi đàn. Không ống đó. Chơi được không? Xe trong này. Đó, mình đi. Ok, rồi. Rồi mấy cái xi măng cát để em làm nổ được cái đường nhật trên này. Nha.
đầu nhật trên này, không có lỗ đầu nhật khí đâu lên mà kim đấu xuống đâu. Đấy em làm nó ru nay này của mấy anh em làm nó ru. Bây giờ đấy có lấy giàn giáo mà làm không giáo. Có cái này rồi thì cái phở cân. Đây là anh em đủ làm mà. Rồi bác cái nhiệm vụ của bác này, này mua cho em mấy thứ đó đi nhé. Rồi anh em tụt quần ra để làm tiếp. Vậy thôi, chiều này làm xong là nó ngon rồi.